Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mách bạn 4 đặc điểm giúp nhận biết cây an xoa thật chất lượng an tâm điều trị bệnh gan. Từ lâu, cây an xoa đã được người dân tỉnh Bình Phước sử dụng để hỗ trợ điều trị vàng da mụn nhọt, các bệnh lý về gan. Nền y học hiện đại ngày càng phát triển, các nhà khoa học đã nghiên cứu trong cây an xoa có chứa nhiều dược chất có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy, video ngày hôm nay, Thảo Dược Nguyễn Trân sẽ mách bạn 5 đặc điểm giúp nhận biết cây an xoa thật chất lượng, từ đó có thể yên tâm sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh gan. Đặc điểm thứ nhất, dựa vào việc quan sát hình dáng bề ngoài của cây, cây an xoa thật chất lượng để hỗ trợ điều trị bệnh gan, các bạn có điều kiện quan sát sẽ thấy cây có hình dáng bụi nhỏ, lá thon, đồng thời mép lá sẽ có răng cưa không đều. Đáng chú ý, gân sẽ nổi nhiều ở mặt dưới sau phiến lá. Toàn thân cây an xoa được bao bọc bởi một lớp lông tơ mảnh màu trắng rất dễ nhận biết. Do đó, các bạn cần chú ý nếu quan sát cây có hình dáng cao lớn, thân cổ to, cây không có lông, lá to, mép lá đều nhau thì chính xác đó không phải là cây an xoa chuẩn, thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh gan. Khi gặp cây này, các bạn tuyệt đối không nên sử dụng. Đặc điểm thứ hai, dựa vào quả của cây an xoa. Khi quan sát cây an xoa tươi, các bạn nên chú ý để xem cây có quả hay không. Một đặc điểm dễ dàng nhận biết của cây an xoa thật hay không đó là các bạn thấy những quả trông rất giống tổ kén cái hoặc con sâu róm. Nếu lại gần quan sát, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy quả có hình trụ dài khi còn sống có màu xanh và khi chín chuyển sang màu nâu đen hoặc xám đen, bên ngoài được bao bọc bởi rất nhiều lông tơ dày. Quả của cây an xoa nếu chẳng may rơi vào phải vào tay sẽ gây rất ngứa. Ngoài ra, khi mua cây an xoa khô, các bạn cũng có thể yêu cầu người bán xem quả của cây an xoa. Nếu người bán đưa ra được quả cây an xoa hoặc dựa vào quả cây an xoa còn dính vào trong cành của an xoa khô thì các bạn có thể dễ dàng nhận biết đó là cây an xoa thật. Còn ngược lại, nếu khi được hỏi về quả cây an xoa mà người bán có phần lúng túng không đưa ra được quả của cây an xoa thật hoặc không cho bạn xem được quả của cây an xoa còn dính trên cành cây an xoa sau khi đã phơi khô thì chứng tỏ thuốc an xoa bạn mua chính là thuốc giả. Ngày nay, nhu cầu sử dụng cây an xoa để hỗ trợ điều trị bệnh gan rất cao, vì vậy khả năng làm giả cây an xoa cũng ngày một tinh vi, do đó các bạn nên cẩn thận. Đặc điểm thứ ba, dựa vào màu sắc của hoa. Cây an xoa chuẩn để sử dụng hỗ trợ điều trị bệnh gan đó là cây an xoa hoa tím. Hiện nay có rất nhiều người đang nhầm lẫn sử dụng cây an xoa có màu đỏ hoặc trắng. Xin chia sẻ cho các bạn được biết thêm, đó là cây tổ kén tròn, một loài cây thường bị nhầm lẫn với cây an xoa để hỗ trợ điều trị bệnh gan. Chính vì vậy các bạn cần hết sức lưu ý. Đặc điểm thứ tư, dựa vào mùi vị của nước sắc. Cây an xoa thật chất lượng sau khi tu hái hoặc mua về sắc thuốc, các bạn để ý nước sắc sẽ có màu nâu nhạt. Vị khi uống vào sẽ cảm giác ngọt nhẹ, mùi thơm đặc trưng của thảo dược rất dễ sử dụng. Trong khi đó, nước sắc của cây an xoa chả có vị đắng, mùi ngai ngái, khai khai rất giống với mùi của củi khô, đồng thời không thơm, khách hàng rất khó uống. Hiện nay để mua được cây an xoa thật chất lượng dùng để hỗ trợ điều trị bệnh gan, các bạn cần đến tại công ty Thảo Dược Nguyễn Trân, địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906 852 188 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Đến với công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác thương mại Nguyễn Trân, chắc chắn các bạn sẽ nhận được sản phẩm chất lượng nhất cùng sự chăm sóc hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Với bề dày lịch sử gần 10 năm thành lập, chắc chắn công ty Nguyễn Trân sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng khi các bạn mua sản phẩm tại đây. Trên đây là những kiến thức chia sẻ mách bạn 4 đặc điểm giúp nhận biết cây an xoa thật chất lượng giúp yên tâm điều trị bệnh gan. Hy vọng những kiến thức trên sẽ bổ ích dành cho các bạn. Chúc các bạn sử dụng cây an xoa hiệu quả. Cuối cùng, các bạn có thể đặt câu hỏi để lại thông tin thắc mắc kèm theo số điện thoại bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trân Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.